khó đua tranh ở cuộc đua vô địch V-League 2023, cả Thanh Hóa lẫn Viettel vẫn còn cơ hội vô địch cúp quốc gia. Trận chung kết giữa Thanh Hóa với Viettel chính là cơ hội để cả hai hiện thực hóa điều ấy. Thanh Hóa vừa có trận thắng đậm PVF Công an Nhân dân ở bán kết cúp quốc gia với tỷ số 4-1. Thực tế điều này chẳng làm nhiều người ngạc nhiên, bởi đối thủ của đội bóng xứ Thanh đang thi đấu ở giải hạng nhất, nên dẫu không đá với ngoại binh theo điều lệ thì Thanh Hóa vẫn vượt trội hoàn toàn so với PVF Công an Nhân dân. Trong khi đó, Viettel đã có trận bán kết khá căng thẳng với đối thủ Bình Định và phải đến những phút cuối của trận đấu, Đức Chiến mới ghi bàn để giúp Viettel lọt vào chung kết Cúp Quốc gia. Đây cũng là điều an ủi cho thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sau trận thua đậm Công an Hà Nội ở đấu trường V-League mới đây, qua đó loại Viettel khỏi cuộc đua vô địch. Vậy nên góp mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia sẽ là cứu cánh thành tích cho đội bóng ngành quân đội. Thực tế, cả Thanh Hóa và Viettel đều muốn có thành tích ở mùa giải 2023, nhưng khi không thể đua tranh ở đấu trường V-League khi cúp quốc, quốc gia chính là cơ hội của họ. Vì vậy, trận chung kết diễn ra trên sân Thanh Hóa sẽ là nơi để cả hai có thể tỏa sáng hồng tranh đoạt thành tích cho đội nhà ở mùa giải năm nay. đã có mặt ở chung kết, lẽ đương nhiên cả Thanh Hóa lẫn Việt Theo đều muốn giành chiến thắng, bởi chẳng ai muốn nhường ngôi vô địch cho đối thủ. do đó, trận đấu cuối cùng của cúp quốc, quốc gia 2023 chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và khó lường khi cả hai đều quyết tâm giành cúp. ở trận đấu này, chủ nhà Thanh Hóa đang có đủ lực lượng mạnh nhất, còn Việt Theo thì ngược lại. Theo thông báo từ ban tổ chức giải, Viettel mất hai cầu thủ vì nhận đủ hai thẻ phạt, đó là ngoại binh Jefferson Elias và Trần Mạnh Cường. Đây là một bất mất không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, bởi trận này họ phải thi đấu trên sân đối thủ. Trận này, Thanh Hóa đang nắm lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng đừng quên ở cuộc gặp gỡ hồi đầu tháng 8 vừa qua, Thanh Hóa từng thua Viettel 0-1, nên khi bóng chưa lăn vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xét đối đầu. Thanh Hóa có chút lợi thế khi trong 8 lần gặp nhau, họ thắng 4, hòa 1 và thua 3. Tuy nhiên, ở một trận chung kết như cúp quốc gia, bất ngờ hòa toàn có thể xảy ra. Lịch sử đối đầu cho thấy Đông Á Thanh Hóa và Viettel FC là cặp đấu kỳ phùng địch thủ. Sau hai lần chạm trán ở giải V-League 2023, chiến thắng được chia đều cho mỗi bên. Tại giai đoạn 1, đội bóng xứ Thanh vượt qua với tỷ số 3-2 nghẹt thở. Tái ngộ ở giai đoạn 2, cơn lốc đỏ đòi lại món nợ cũ với chiến thắng 1-0 những pha lập công mang tính chất thay đổi cục diện đều xuất hiện ở khoảng cuối trận, minh chứng cho tính căng thẳng, bất phân thắng bại mỗi lần so tài. Duyên nợ giữa hai đội bóng còn đến từ chân sút Gustavo Santos, từng thi đấu cho Viettel FC. Tiền vệ ngoại binh này cũng chính là người ghi hai trong ba bàn giúp đội bóng xứ Thanh đánh bại đối thủ ở giai đoạn 1. Sự am biết về câu lạc bộ cũ là yếu tố giúp ngôi sao Brazil thoát khỏi sự kèm cặp của hàng thủ và tỏa sáng khi ghi bàn. Anh vẫn là nhân tố đáng chú ý trong trận đấu tới. Tính cả trận chung kết ngày 20 tháng 8 năm 2023, cả 3 cuộc đụng độ trong năm nay của cặp đấu này đều diễn ra trên sân Thanh Hóa. Việc không phải di chuyển tạo lợi thế cho đội bóng áo vàng khi bảo toàn được thể lực và có thêm thời gian chuẩn bị. Trong khi đó, tinh thần quyết tâm là vũ khí lợi hại của câu lạc bộ Việt Theo. Các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã vượt qua nhà đương kim vô địch Hà Nội FC và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định để đến được trận chung kết. Sức mạnh của cơn lốc đỏ là điều không thể xem thường với dàn sao chất lượng và tính chất đặc biệt căng thẳng, trận tranh ngôi vô địch Cúp Quốc gia hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn. Được biết trận đấu chung kết Cúp Quốc gia giữa Thanh Hóa và Viettel sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023. Theo bạn giữa Thanh Hóa và Viettel đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá.